em giờ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họ có nào với nhau. Sếp của em thế nào, giờ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn chưa ngủ trong những lần phải chạy deadline, em từng năm quên ngủ quên cả việc trở lại online. Hay những đứa dài con gốc chắc còn làm đâu em, và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mới
Dính Aji trong bụi rồi. Thế vào một đập, hai đập, ba đập, một thoáng, hai thoáng. Được chưa? Đòi sống. Từ đá. Muốn ăn Aji thì phải. Muốn ăn Aji thì phải đợi anh đã. Làm thịt Aji đây, chúng rồi. Vào. Đá, đẩy. Ui trời, áo dây. Đòi áo dây chúng tôi. Bắt thằng đi rắc. Dính thằng đi rắc. Rồi vào đập. 10 điểm, 20 điểm. Cho em một lý do để em ra đi không đắn đo.